có bệnh già nó vào trong nhà văn hóa Đà Nẵng kia quay mà. Mày đâu mà biết? Mày đi làm mà biết à? Tối ấy, buổi tối nó múa, tập múa ở trong đấy. Lên đây tí. Đấy. Được. Rồi.
Một cái nữa thì hơi ấy à? Không, cái này cho vào một tí thôi. À, vừa đúng không? Không, hình như đầu này cho hơi vào tí. Rồi, cho hơi vào một tí. Thiếu một thanh nữa. Anh không cho một tí à? Khung đã được hoàn thành nhé các bạn nhé. Buổi chiều nay mình sẽ dựng khung này lên các bạn nhé. Mình xin kết thúc video của mình tại đây nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.